Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng bước bài Trèo lên bảng thượng. Trong bài này chúng ta gồm có 4 tổ hợp động tác và 3 tổ hợp dạng. Sau đây xin mời mọi người cùng bắt đầu vào bài tập. Tổ hợp động tác thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta lặp lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp động tác thứ hai, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu bằng bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp động tác thứ 3, chúng ta sẽ bắt đầu đi sang bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4. Tổ hợp động tác thứ 4, chúng ta sẽ bắt đầu nhún bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4. Tổ hợp dạng thứ nhất,
chúng ta sẽ đi sang bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp dạng thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp dạng thứ 3, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng tổ hợp. Và bây giờ Khánh Linh sẽ đi demo từ đầu đến cuối bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 và 6 7 và 8 4 2 3 4 5 và 6 7 và 8. Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đếm nhịp sau bài Trèo lên bản thượng. Và bây giờ xin mời mọi người cùng vào phần khớp nhạc. Hoang sơ, tôi vẫn còn ghi nhớ nhớ.